Đây 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 đây, chuyện sách còn đây, đây sách còn đây. Này. Này, thế thôi mà. Này. Đây, sách đây, thầy đọc đi. Thầy đọc đi. À, thì ba sẽ kể chuyện cho con nhá. Nằm đây ba đọc chuyện cho con nào. Đọc con nghe được rồi nè. Hôm nay ba sẽ kể cho dâu tây nghe chuyện này, sự tích chầu cau con nhá. Đây, sự tích chầu cau đây con cậu này. Rồi, ok nhá. Bây giờ ba sẽ kể chuyện cho con nghe này. À. Ba kể chuyện tóm tắt nhá. Ngày xưa ở nhà nọ có Tân và Lang là hai anh em ruột, đặc biệt dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ làm một người cao to nhất trong vùng, đã từng được vua Hùng Triệu về phong châu ban thưởng và đặt tên là Cao, từ đó gia đình lấy tiếng Cao làm họ. Hai anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời, cả hai anh em luôn quấn quýt bên nhau. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu, nhưng khi Tân đến theo học thì Lang không chịu ở nhà một mình, chàng cũng cố xin được theo học cùng anh. Nhà họ Lưu lại có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, cùng lứa tuổi với Tân và Lang. Cô đem lòng thích một trong hai người nhưng không biết thích ai, để biết người nào là anh, người nào là em. Một hôm, cô gái họ Lưu bày ra mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Nàng lẩm bẩm, à, thì ra anh chàng vui tính kia là anh. Từ đó, giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ, tình yêu giữa hai người nảy nở và họ nên duyên cùng nhau. Sau khi cưới, Tân và cô gái họ Lưu dọn về sống riêng một nhà, nhưng người em là Lang cũng đã đi theo anh chị ra ở riêng. Một hôm, Lang và Tân cùng lên nương đốn củi, đến tối mịt mới về. Lang về trước, chàng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa thì chị dâu từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy mình. Lang kêu lên, sự nhầm lẫn của chị dâu làm cho cả hai người cùng ngượng nghịu. Giữa lúc đó thì Tân cũng vừa bước về nhà. Đây, anh chàng Lang này. Từ đấy, Tân càng lạnh nhạt với người em hơn. Lang vừa giận vừa thẹn, càng đau lòng muốn bỏ nhà ra đi. Một hôm, trời mới mờ mờ sáng, Lang quyết định khởi hành bỏ nhà ra đi. Chàng cứ men theo con đường mòn đi mãi, trong lòng vô cùng buồn bã. Đi luôn mấy ngày đường, Lang tới bến bờ sông, không còn đi được nữa vì nước chảy xiết. Chàng lấy làm ngại ngùng, nhưng Lang quyết không chịu trở về. Lang ngồi cúi cục trên bờ, ôm mặt khóc. Chàng rất hối hận và lăn tăn. Chàng khóc mãi, đến nỗi sáng hôm sau, nước mắt của chàng cạn hết. Lang chỉ còn là một cái xác không hồn, chàng đã hóa thành cục đá ngồi bên bờ suối. Mấy hôm trời không thấy người em về, Tân lo lắng bổ nhào đi tìm em. Tân đi mãi không thấy em, Tân hoảng hốt để vợ lại. Biết vì em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận lắm. Sau mấy ngày chàng đi tìm, chàng đi mãi vào đến tận rừng sâu, cũng đến bờ suối. Nước chảy xiết, chàng không thể đi tiếp. Mệt quá, chàng ngồi bên cạnh hòn đá, khóc mãi cho đến lúc chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết mà thôi. Tân cũng chết vì khóc cạn nước mắt và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trên trời, ngay cạnh hòn đá nơi em mình đã khuất. Vợ Tân ở nhà chờ mãi hàng tuần trời, không thấy người anh về, cũng chẳng thấy Lang về. Vợ Tân đem lòng lo lắng, cũng quyết định đi tìm chồng và tìm em. Nhưng cuối cùng nàng đi mãi cũng đến bên bờ suối, nước chảy xiết, nàng không còn đi được. Nàng ngồi bên cục đá và dựa vào cây leo kia, nàng khóc cạn cả nước mắt. Sau đó nàng cũng khóc và chết, biến thành một cây dây leo quấn quanh cây kia. Thế là nàng biến thành cây dây trầu đấy con ạ. Lang thì biến thành cục đá này, còn Tân thì biến thành cây cao, còn nàng thì vợ Tân thì biến thành cây dây trầu leo quanh cây cao đấy. Sau này vua Hùng ngự giá đi qua, thấy cảnh lạ sinh tình, vua cất tiếng hỏi, mấy cây này là cây gì mà ta chưa từng thấy bao giờ. Nghe người dân kể lại câu chuyện về mấy anh em nhà họ Cao, nhà vua vô cùng cảm động. Vua sai một người trèo lên cây hái quả xuống nếm thử, vị chát không có gì đặc biệt, nhưng khi nhai cây với lá cây dây leo cuốn quanh thì vị lạ đến nơi đầu lưỡi, vừa ngon ngọt vừa thơm cay. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau thì bỗng thấy trong người nắng bùng như có hơi men, cảm nhận được hơi tình yêu, hơi ấm của tình thương trong cơ thể, mùi đỏ tươi, sắc mặt hồng hào đẹp đẽ. Từ đó vua Hùng truyền lệnh cho mọi người trong đám cưới phải có
lá trầu để ăn, quả cau cùng đá vôi trộn lẫn, cho nên duyên vợ đúng chồng để tình nghĩa không bao giờ nhạt phai. Và từ đó dân gian ta mới có tục lệ ăn trầu đó, con gái ạ. Câu chuyện ba kể cho con nghe hết rồi. Trầu cau, sự tích trầu cau đã hết. Đây, ba cho con quyển chuyện con cầm chơi một lúc nha. Thành chú nhá. Đó, con cầm đi. Đó. Con gái thì thích sách thôi. Mẹ quay lại ba kể chuyện cho con nghe. Ôi, kể chuyện nó suốt mà hôm nay mới được quay lại. Đây, sách của con đây. Đây, sách đây. Thế đây nhá, ba xòe cho con nhá. Ba xòe cho con nhìn Tân Viện, nhìn Lan nhá. Này, con cầm đi. Con cầm một bên một cuốn, đúng rồi. Con cầm này. Nào, con cầm dơ quyển sách cho mẹ xem này. Mẹ nhìn con cầm sách này. Đây, nào con cầm, hai tay con cầm đi. Mẹ nhìn con cầm xem có siêu không. Cầm sách lâu rồi đấy. Đấy, con dở ra. Dở ra, đúng rồi. Con dở sách ra. Dở sách ra, dở sách ra. Con dở sách ra. Con mở sách ra, đúng rồi, con mở ra. Con mở ra cho mẹ giật mình nè. Đúng rồi, con cầm, túm tay chặt vào đây này. Đúng rồi, con mở sách ra nè. Đấy. Đây, ba mở trang nữa cho con nhá. Đấy, chuyện tình của Tân Lang này. Cô gái họ Lưu không có tên. Con xòe nè. Video dài quá không tải lên được. Thế thôi. Chào quý vị. Mình cất sách nhá. Thôi vậy nhá. Ngoài nữa.